Ngày 12 tháng 9, Thánh Gian Đức Maria. Việc tôn kính Thánh Gian Đức Maria trong phụng vụ bắt nguồn từ thế kỷ thứ 6. Lúc ấy, tại mỗi giáo xứ đã có lệ cử hành thánh lễ tôn kính Thánh Gian Đức Maria. Đến năm 1683, Đức Thánh Cha Innocente XI mới chọn ngày 12 tháng 9 hàng năm làm ngày toàn thể giáo hội hoàn vũ long trọng mừng lễ tôn kính Thánh Gian Đức Maria để cảm ơn sự bảo trợ của Đức Mẹ đối với giáo hội. Thánh Gian Maria trong tiếng Do Thái có nghĩa là ngôi sao biển. Khi các thủy thủ gặp phải bão tố ngoài biển khơi, họ sẽ nhìn xem các ngôi sao trên bầu trời để xác định phương hướng. Chúng ta có thể ngước trông lên Mẹ như ngôi sao chỉ lối soi đường mà Đức Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta. Nếu bị trật đường, chúng ta hãy đưa mắt nhìn lên Mẹ Maria. Mẹ sẽ hướng dẫn chúng ta để trở về với Chúa Giêsu và giáo hội của Người. Thánh Bernardo viết: khi bạn chiến đấu với bão táp trên biển cuộc đời, hãy nhìn lên sao biển là Mẹ Maria. Nếu những ngọn gió cám dỗ thổi vào chiếc thuyền lòng bạn, hay nếu bạn bị va đụng bởi những tảng đá đau khổ, hãy nhìn lên ngôi sao và hãy gọi tên Mẹ. Nếu bạn bị những đợt sóng tham vọng và hay đố kỵ xô đẩy, hãy nhìn lên ngôi sao, hãy gọi tên của Mẹ. Nếu cơn nóng giận hay tham lam đánh đập chiếc thuyền lòng bạn, hãy nhìn lên Maria. Nếu bạn đang thất vọng vì tội lỗi quá nhiều, hãy tự nghĩ đến Mẹ. Trong những khó khăn và nguy hiểm, hãy nhớ đến Mẹ, hãy réo gọi Mẹ. Đừng để danh Thánh Mẹ rời xa môi miệng bạn. Hãy tự nghĩ đến Mẹ luôn luôn. Có Mẹ, bạn sẽ không lạc lối. Được Mẹ che chở, bạn sẽ không lo gì. Mẹ sẽ dẫn bạn đến với Chúa Giêsu, đấng cứu độ của bạn. Lúc chúng ta trải qua những buồn nạn, nghi ngờ hay thất vọng, chúng ta có năng tự nghĩ đến Thánh Gian Mẹ Maria và réo gọi Mẹ không? Chúng ta có tin rằng Mẹ Maria thực sự yêu thương chúng ta và luôn ao ước cho chúng ta được hạnh phúc không? Vậy Mẹ sẽ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu bằng cách nào? Tin mừng nét.